Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài Gen TV. Và để trở lại với chương trình Bạn Có Biết, hôm nay Phương Quỳnh có hai vị khách mời đặc biệt để nói về cuộc bầu cử sắp tới ngày 6 tháng 11 năm 2018. Hello everyone. Hello. Hello. Can you please introduce yourself with GNTV audience? Hi, my name is Joanne Fields and I am the Public Relations Director for the Asian Pacific Islander Initiative. And my name is Charlie Brown, and I'm the Asian American and Pacific Islander field organizer for Congressman Scott Peters' re-election campaign. Okay. So today that we will talk about the upcoming election on November 6th. Is that anything that you want to start with? Well, this is really an exciting time for our community because every vote truly counts. In the last election, in the second largest city of the county of San Diego in Chula Vista, District 1 was only won by 2 votes. Wow. In the primary election in June, in District 4, where we have a large Asian Pacific Islander community, the margin of win was only 6 votes. So now that we enter the general election, our votes really count. So cô Joanne cho biết là đến ngày election năm nay rất là quan trọng. Mỗi cái phiếu bầu của chúng ta sẽ được tính vào. Và cô cho biết là Sambo là khu Chula Vista, là cái khu lớn thứ nhì tại San Diego. Cái kỳ election là chỉ thắng bởi 2 cái phiếu bầu thôi. Và tại District 4 là chỉ có 6 phiếu bầu tổng cộng, mà cái khu đó là cái khu có nhiều châu Á nhất. Cho nên cô nói là mỗi cái phiếu bầu của chúng ta rất là quan trọng. Cho nên quý vị nào mà đã đăng ký bầu cử thì quý vị nhớ đi bầu vào ngày thứ ba, 6 tháng 11 năm 2018. So make sure that we go to vote, we register to vote. Yes. On November 6th. Yes. Mm-hmm. Okay, is that anything else that you would tell people, or is anything that they need to know before they go to vote? Well, one, they need to make sure they are registered to vote. If they have any questions, they can go on the website at sdvote.com. But there's in-language support, so mm-hmm. they have staff that speak Vietnamese, they speak Filipino, they speak Chinese, Mandarin, mm-hmm. Spanish, and English. So 5 languages that are spoken in the county of San Diego, there's support with their staff. Okay. Mm-hmm. And then you say that all information they can find in the website sdvote.com. Yes, yes, and the phone number. Okay. Or they can actually go to the office that is open Monday through Friday, 8 to 5, at 5600 Overland Drive. Okay, and they have staff in there speak on the respective language as well? Yes, yes. So cô cho biết là nếu mà quý vị nào có những cái câu hỏi thì cái cách tốt nhất là quý vị lên cái trang web là tại sdvote.com, rồi quý vị có thể kiếm được những cái câu trả lời. Hoặc là quý vị nào cần câu hỏi nữa thì quý vị có cái số điện thoại quý vị có thể gọi. Và tại cái số điện thoại đó thì người ta có nhiều ngôn ngữ khác nhau, có tiếng Anh, tiếng Spanish, tiếng Philippines, tiếng phổ thông và tiếng Việt Nam. Quý vị nào cần có người tiếng Việt Nam thông dịch thì sẽ có tiếng Việt Nam. Và cô cũng nói là thí dụ quý vị mà không muốn nói chuyện qua điện thoại mà muốn gặp trực tiếp một người nào đó thì quý vị có thể tới cái địa chỉ, và tại đó thì người ta mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và quý vị cũng có thể gặp được người Việt Nam để có thể chỉ dẫn thêm. Sue Nguyen, I know all of San Diego, especially the Vietnamese community, must know Sue Nguyen. He's a great outreach liaison for the mm-hmm. Register of Voters, but he has a team of Vietnamese staff. So not only do they speak the language, but they're from the community, and mm-hmm. they engage in the community even before the election happens. So we're very happy that Michael Vu, our Register of Voter, who is also Vietnamese, has continued the staffing levels to conduct outreach throughout the year before the election process. Cô cho biết là tại đây thì có một số người Việt là người ta tạo ra thành một cái group để có thể giúp đỡ cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và người ta đã tạo dựng là đi kết nối với cộng đồng trước khi cái kỳ bầu cử này diễn ra một năm trời, và người ta lúc nào cũng có đầy đủ nhân viên để có thể trả lời và giúp đỡ những người Việt của chúng ta. So is there anything special in this upcoming election? Yeah, the entire ballot is, you know, really important races all the way from who our next governor of California is going to be,
all the way down to, you know, city council races and stuff like that, more local races. And, you know, I would argue that the local races are a lot more important than the big name, you know, governor races or presidential races, because who we elect in those races decide, you know, whether the pothole on your street is going to be filled, or, you know, what kind of education your kids are going to get for a school board race, for example. So every election, every race matters a lot, you know, because these races affect the quality of our lives. And if we want to, you know, have a better quality of life, we need to elect better people. Yeah. And we can only do that by voting, right? So. Yes. Anh cho biết là cái cuộc bầu cử này rất là quan trọng, từ cái người mà gọi là thống đốc của California đến những cái người nhỏ nhỏ của tại những cái địa phương. Và nói là những cái người mà để bầu cho địa phương thì quan trọng hơn, là tại vì người đó là sẽ lo cho chúng ta, sẽ lo cho dân của chúng ta và những cái trường học, thì chúng ta chắc chắn là con của chúng ta có thể đi học những cái trường tốt nhất. Can you please tell the information about on the voting day, what time they open or how they can vote? So polling sites can be found again on sdvote.com. Mm-hmm. The ballot may, the ballot guide or voter guide may have been mailed to their house, so there is a listing of where their polling site is. So again, the website, their phone number, or the voter guide will have the address of their polls, which opened at 7 a.m. and closed at 8 p.m. And there's actually laws that protect our voting right. So if you need to take time off from work, I have to learn the threshold of the employment, but there are voter laws and voter rights to protect so that we can go take time to vote. Exactly. And actually, November 6th is the deadline. Yeah. Because you can vote today. Mm-hmm. Yes. You can go to the Register of Voters, again, 5600 Overland Drive, and vote today. Mm-hmm. They have the ballots ready for you. Okay. Yeah. And adding on to the voter rights that we have, if you're at your polling location and you're waiting in line to vote, and you know the clock hits 8 p.m., you are allowed to stay in line and go vote. So if someone tries to tell you when you're in line at the polls that, you know, it's 8 p.m., polls have closed, you tell them, no, I can still vote, you know, I know my rights, and to make sure that every vote is counted. Okay. So for the one that vote ahead of time that you mentioned, that they can come to the 5600 Avalon, is that open every day or is that on the business hour day only? So Monday through Friday for next week, they'll be open 8 to 5. The weekend before the election on November 3rd and 4th, they will be open over the weekend again, mm-hmm. 8 to 5. So they'll have the in-language staff mm-hmm. To give that support. So really, November 6th is the deadline, yeah. But we can vote ahead. You can vote by mail. You can request for the ballot to be sent to you. So you don't even have to, like you were saying yeah. earlier. You don't even have to leave your house. You know, you can get your ballot mailed to you early and vote in your pajamas at home on your sofa yeah. And then just mail it back. Or, you know, what I like to do, because I like to get my sticker, yeah. is mm-hmm. I request my ballot by mail, and that gives me a month to read it over and kind of see, you know, everything and make an informed decision. And then I like to take it to the Registrar of Voters at 5600 Overland, give it to them, and they'll take it, process it, and then give me my sticker. So, mm-hmm. yeah. For the one that vote by mail, I have a question. So, like, I know you mentioned that you can vote in pajamas, mail it out. But, like, is that a deadline when you have to mail it out? Like, is that November 6th, stand by the post office is the deadline, or yes. before yeah. that? It needs to be postmarked by November 6th. Oh, yeah. So, you know, even if you mail it literally the day of, it will still be counted. Okay. Phương Quỳnh có hỏi là chúng ta đi bầu ở đâu, bầu như thế nào, thì cô cho biết là khi mà chúng ta đăng ký đi bầu thì những cái người mà người ta phát những cái phiếu bầu cử ra, người ta sẽ mail đến nhà của quý vị, là người ta sẽ gửi thư tới nhà của quý vị. Quý vị muốn biết là mình bỏ cái thư bầu ở đâu thì mọi thông tin một lần nữa là quý vị có thể tìm trên được tại cái website gọi là sdvote.com. Khi mà quý vị lên đó thì sẽ cho biết là mấy giờ vote ở đâu, quý vị làm như thế nào. Thì cái giờ bầu cử là cái ngày cuối cùng để có thể đi bầu là ngày thứ ba, 6 tháng 11 năm 2018, mở cửa lúc 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cô cho biết là quý vị có thể bầu ngay bây giờ. Bây giờ là từ thứ 2 đến thứ 6, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại 56
5600 Avalon, quý vị đến đó và bầu. Cái ngày weekend là cái ngày mà cuối tuần trước cái ngày bầu cử là cái ngày 3 với 4 Tây tháng 11 là có mở ngày thứ bảy với chủ nhật rồi. Quý vị nào muốn đi bầu trước thì quý vị có thể đi bầu được ngày hôm đó. Còn cái ngày tại ngày bầu cử thì quý vị có thể tới đó bầu trực tiếp, hoặc là như anh nói là quý vị có cái mail về nhà thì mình bầu, rồi giống như là mình bận đồ ở nhà, mình chỉ cần là điền vào cái phiếu đó, mình có sẵn cái đó một tháng trời để mình có thể đọc, rồi mình đi bầu, rồi mình chỉ cần dán tem và gửi ra. Hoặc là nếu mà quý vị nào mà muốn có cái sticker mà thường quý vị bỏ cái phiếu bầu rồi người ta cho cái sticker là I vote, thì quý vị có thể tới và drop off cái ballot của mình cũng được, drop off cái phiếu bầu của mình, thì như vậy mình sẽ được một cái sticker. Là quý vị có nhiều cách bầu cử khác nhau, cho nên quý vị nhớ đi bầu vào ngày cuối cùng, cái ngày deadline là ngày 6 tháng 11 năm 2018, lúc 8 giờ tối. Và anh cho biết là thí dụ mà quý vị biết là khi mà mình tới chỗ bầu thì có nhiều cái là cái hàng của nó rất là đông, thì quý vị đứng xếp hàng đúng trước 8 giờ thì quý vị mặc dù là mình đứng ở đó rồi mà cái quá 8 giờ thì mình vẫn có quyền đi bầu, tại mình đã đứng ở trong hàng trước 8 giờ tối, cho nên là không có người nào người ta nói là ồ quý vị không được đi bầu. Rồi cô có cho biết một cái thông tin là những cái chỗ làm thường là người ta có cái luật là người ta sẽ cho mình cái thời giờ để đi bầu, cho nên quý vị có thể hỏi cái chỗ làm là quý vị có thể lấy cái giờ trong chỗ làm ra để đi bầu, cái đó là cái luật là người ta sẽ cho mình cái giờ để đi bầu cử. So I explained about all of like how we vote, about mm-hmm. that they can use the time to vote during work, yes. and also that stay in line that at 8 past 8 you still able to vote. Mm-hmm. Is that any information that you would like to let the audience know? Yes, what's really critical, if they have any question or if there is an issue that they run into the poll, there is an outside organization that can assist, and there you will find advocates. So mm-hmm. again, if someone closes early, you can report that. Mm-hmm. If someone doesn't provide you a provisional ballot, that means maybe you are working in South Bay, San Diego, but you live in Claremont, but you don't have your ballot. You don't have to go all the way back to Claremont to get your ballot. You can request what's called a provisional ballot, mm-hmm. and they will give you or should give you a ballot so that you can vote in this election. So things like that. Maybe there's an issue with your ballot that you made a mistake and you need a new, mm-hmm. but for whatever reason, they want to challenge that. Well, you can challenge them. Mm-hmm. And you have advocates to assist, yeah. and you have advocates that will assist in language. Mm-hmm. Cô cho biết là khi mà quý vị đi bầu cử mà quý vị có gặp cái trục trặc hoặc là những cái rắc rối gì, thì ngoài đó quý vị có thể gọi là đi complain, đi kiện những cái người đó, tại vì người ta có một cái hội riêng ở ngoài đó. Là cô có cho biết là quý vị có thể lên cái website, tại vì người ta không có thể nào làm khó dễ mình trong khi đi bầu cử. Một trong những cái ví dụ của cô là cô cho biết là thí dụ quý vị đang sống ở Claremont mà quý vị đi làm ở Chula Vista mà quý vị quên đem theo cái phiếu bầu, thì tại cái chỗ đó người ta sẽ đưa một cái phiếu bầu mới cho quý vị để quý vị có thể bầu tại chỗ. Hoặc là cái lúc mà mình đi bầu, mình nhiều khi mình đánh sai cái câu hỏi hoặc là mình đánh sao đó, thì người ta cũng có thể đưa cho mình cái phiếu bầu mới. Người ta không có nên làm khó dễ mình, cho nên nếu mà có gì trục trặc thì quý vị có thể lên cái website để có thể đi complain về những cái chuyện đó. APIAvote.org. That's very important. Yeah. So thank you so much for all the really useful information, and again, make sure that everyone eligible should go vote on exactly. November 6th. Yes. Yes. Thank you so much yeah. for this opportunity to share. Yeah. Thank you so much for having us. Okay. Một lần nữa, quý vị, ngày đi bầu là ngày thứ ba, 6 tháng 11 năm 2018, mở cửa từ lúc 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.